tình trạng nồm ẩm vẫn còn tiếp diễn ở miền Bắc nước ta cho đến hôm nay. Sau đó, một đợt không khí lạnh tràn về, trời chuyển rét kèm mưa rào và dông rải rác. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 15 đến 18 độ C, khu vực vùng núi từ 12 đến 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C, Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16 đến 19 độ C. Các tỉnh Tây Bắc hôm nay duy trì ngưỡng oi nóng, có nơi nắng nóng trên 35 độ C. Thời tiết khu vực tạnh ráo, hửng nắng về trưa và chiều. Tại Hà Nội, độ ẩm trong hôm nay vẫn xấp xỉ 95%. Khoảng cách về nhiệt độ giữa ngày và đêm được thu hẹp, dao động trong ngưỡng 21 đến 26 độ C. Còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhất là các tỉnh miền Đông Nam Bộ như tại thành phố Hồ Chí Minh hay các tỉnh miền Tây như Vĩnh Long, Cao Lãnh, Châu Đốc. Nhiệt độ duy trì ở mức cao từ 35 đến 37 độ C. Do độ ẩm không khí thấp dưới 40%, nên quý vị sẽ càng cảm thấy oi nóng hơn vào trưa chiều. Riêng các tỉnh ven biển miền Tây thì dịu hơn từ 32 đến 34 độ C. Ở Tây Nguyên, sáng trời mát. Đến trưa chiều, trời cũng nắng mạnh, nhiệt độ cũng tăng nhanh từ 30 đến 33 độ C, Gia Nghĩa 34 độ C. Sau đây là dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông Nam cấp 2 đến cấp 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Riêng khu Tây Bắc, đêm không mưa, ngày nắng. Có nơi có nắng nóng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Riêng khu vực Tây Bắc từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng khu vực đồng bằng ven biển Bắc Bộ và Thanh Hóa, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông Nam cấp 2 đến cấp 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi trên 28 độ. Khu vực Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ phía Bắc 24 đến 27 độ, phía Nam 27 đến 30 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2, 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông cấp 2 đến cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, riêng miền Đông 35 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh, Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng có sương mù và sương mù nhẹ ở ven bờ. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Gió Đông Nam đến Đông cấp 3, 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng có sương mù và sương mù nhẹ ở ven bờ. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Gió Đông Nam cấp 4,
sóng cao 0,5 đến 1,5 mét. Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3-4, sóng cao 0,5 đến 1,5 mét. Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3-4, sóng cao 0,5 đến 1,5 mét. Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4-5, sóng cao 1 đến 2 mét. Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3-4, sóng cao 0,5 đến 1 mét. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 3-4, sóng cao 0,5 đến 1,5 mét. Quần đảo Trường Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4-5, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao từ 0,5 đến 1 mét. Một đợt không khí lạnh từ phía Bắc đang di chuyển dần xuống phía Nam sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ nước ta từ sáng sớm ngày 19 tháng 3, sau đó mở rộng ảnh hưởng ra toàn miền. Hầu hết các tỉnh thành miền Bắc có gió Đông Bắc cấp 2 đến cấp 3, từ 5 đến 19 km/h, thay đổi trong ngày. Tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ giảm mạnh gần 10 độ C, đáng chú ý là đợt không khí lạnh này sẽ gây mưa. Theo dự báo, Hà Nội sẽ có mưa vừa đến mưa to vào sáng thứ ba, trong ngày có mưa rải rác, tạo cảm giác giá rét hơn. Vì vậy, người dân ra ngoài nên mặc ấm, mang theo ô, áo mưa vì sự thay đổi thời tiết đột ngột rất dễ gây ho, cảm. Các tỉnh thành lân cận có kiểu thời tiết tương tự như Hà Nội sau khi đón không khí lạnh. Hải Phòng, Hòa Bình, Nam Định đều có mưa vừa đến mưa to vào buổi sáng, mưa rải rác trong ngày, nhiệt độ cao hơn Hà Nội khoảng 1 đến 2 độ C. Ở các tỉnh thành Đông Bắc, Bắc Bộ như Lạng Sơn, Cao Bằng, nhiệt độ xuống thấp hơn Hà Nội. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở những địa phương này xuống mức 15 đến 17 độ C, tức là cũng giảm gần 10 độ C so với ngày thứ hai, trời có thể rét đậm. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do nền nhiệt cả nước vẫn cao hơn trung bình năm từ 0,5 đến 1,5 độ, nên nắng nóng ở khu vực Bắc và Trung Bộ trong giai đoạn tới sẽ gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm, khả năng xảy ra các điểm nắng nóng kỷ lục. Ngoài ra, ông Hưởng cũng cảnh báo, tháng 3-4 là hai tháng đỉnh điểm nắng nóng ở khu vực Nam Bộ và các tỉnh Tây Nguyên, sẽ có nhiều ngày xảy ra nắng nóng, không loại trừ xảy ra nhiệt độ kỷ lục trong thời gian tới. Trong nửa cuối tháng 3, nắng nóng xuất hiện ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, vùng núi phía Tây thuộc Bắc Trung Bộ, sau đó gia tăng về cường độ và mở rộng dần sang các nơi khác của khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ vào tháng 4 đến tháng 6. Nắng nóng tại khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì trên khu vực miền Đông và sẽ mở rộng dần sang khu vực miền Tây từ nửa cuối tháng 3 đến nửa đầu tháng 5. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, tình trạng khô hạn còn tiếp diễn trong thời kỳ tháng 4. Ở khu vực Trung Bộ, khả năng xuất hiện khô hạn kéo dài trong thời kỳ từ tháng 4 đến tháng 6. Mùa mưa tại Bắc Bộ có khả năng xuất hiện phù hợp với quy luật khí hậu. Mùa mưa tại Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện muộn. Thời kỳ từ tháng 6, gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn so với trung bình. Về nhiệt độ trung bình, từ tháng 4 đến tháng 5, trên phạm vi toàn quốc vẫn cao hơn so với trung bình nhiều năm, khoảng 1 đến 2 độ. Có nơi cao hơn tháng 6, cao hơn từ 0,5 đến 1,5 độ. Ngày 17 tháng 3, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu liên tiếp phát đi 8 bản tin thông báo động đất tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Theo đó, trận động đất đầu tiên trong ngày xảy ra lúc 10 giờ 43 phút có độ lớn 3,3 độ Richter. Các trận tiếp theo có độ lớn lần lượt là 3,2 độ Richter, 2,9 độ Richter, 3,9 độ Richter, 3,7 độ Richter, 3,8 độ Richter, 2,7 độ Richter và 2,6 độ Richter. Trận động đất cuối ngày xảy ra vào lúc 23 giờ 13 phút ngày 17 tháng 3. Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.
Trước đó ngày 16 tháng 3, ở đây xảy ra 2 trận động đất, ngày 15 tháng 3 là 3 trận, ngày 14 tháng 3 là 4 trận, ngày 11 tháng 3 là 3 trận. Như vậy, chỉ trong 16 ngày, Kon Tum đã ghi nhận đến 20 trận động đất. Liệu có phải động đất ở Kon Tum đang gia tăng về tần suất và cường độ? Số lượng các trận động đất liên tiếp như vậy có bất thường? Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu cho biết, động đất kích thích cũng xảy ra theo chu kỳ, có những thời điểm động đất xảy ra dồn dập, có thời kỳ yên tĩnh hơn, liên quan chặt chẽ đến quá trình vận hành tích nước của hồ chứa thủy điện. Động đất tại Kon Plong được nhận định có thể kéo dài trong nhiều năm tới, tuy nhiên, động đất cực đại ở khu vực này ít khả năng vượt quá 5 độ. Kể từ năm 2021 đến nay, khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum liên tiếp xảy ra hàng trăm trận động đất có độ lớn từ 2,4 đến 4,7 độ Richter. Trên cơ sở số liệu động đất ghi nhận được tại khu vực huyện Kon Plong cho thấy, động đất xảy ra thường xuyên hơn trong thời gian gần đây và có xu hướng tăng lên về độ lớn. Các trận động đất tại khu vực này chưa ghi nhận thiệt hại về nhà cửa và người. Tuy nhiên, các rung động địa chấn do động đất gây ra ảnh hưởng nhất định đến đời sống của nhân dân trong khu vực. Khu vực tỉnh Kon Tum nói chung và huyện Kon Plong nói riêng thuộc đới đứt gãy nhỏ. Các nghiên cứu trước chỉ ra rằng các trận động đất tại khu vực này có độ lớn không quá 5 phẩy. Viện Vật lý Địa cầu thường xuyên thông báo về hoạt động động đất đến chính quyền và người dân tại khu vực này để có kết luận chính xác. Thời gian theo dõi hoạt động động đất phải đủ lớn. Các cán bộ thuộc viện tiếp tục theo dõi thêm và xử lý số liệu các trận động đất tại huyện Kon Plong. Viện trưởng Nguyễn Xuân Anh khuyến cáo người dân và chính quyền khu vực này cần quan tâm đến các yếu tố kháng chấn trong xây dựng. Các cấp chính quyền cần thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân các biện pháp phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra động đất mạnh. Cảnh báo bụi mịn đã được ban bố tại nhiều vùng, bao gồm vùng thủ đô Seoul và đảo Gangwon, khi chỉ số PM10 vượt quá 151 microgram trên mét khối. Bộ Môi trường Hàn Quốc sử dụng hệ thống cảnh báo bụi mịn gồm 4 cấp, trong đó chỉ số PM10 từ 0 đến 30 microgram trên mét khối là tốt, từ 31 đến 80 microgram trên mét khối là bình thường, từ 81 đến 150 là xấu và hơn 150 là rất tệ. Do ảnh hưởng của gió đông nam, cơ quan khí tượng Hàn Quốc dự báo bụi vàng sẽ lan dần và bao phủ các địa phương khác của Hàn Quốc, sau đó có thể tan dần. Lần gần đây nhất xảy ra tình trạng bụi và cát vàng bao trùm nhiều vùng ở Hàn Quốc là vào tháng 5 năm ngoái.